Nó là ngày 25 tháng 7 năm 2019. Lúc bây giờ là 9 giờ 7 phút. Thì cũng đang tiếp tục trên con đường bê tông này. Khu du lịch sinh thái đây. Đây là dự án của họ lồn thôi chứ chưa phải là khu du lịch. Có cái anh chủ gì kia, có anh cái xe máy kia anh đi tìm tôi đó, nó than. Ồ, bên kia là có chiếc ghe nó chèo đi bắt cá này thôi. Thấy như cái cảnh đẹp quá, tôi quay hết tôi quăng miết á. Có những chú chim kêu lánh lóc không?